Tường nhà bị nứt toác, có những vết rộng cả gang tay. Để đảm bảo an toàn, gia đình anh Phạm Hồng Quang đã phải gia cố thêm những cột sắt như thế này. Đây cũng là tình trạng chung của gần 30 căn nhà liền kề trên phố Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội trong một tháng trở lại đây. Chúng tôi bây giờ rất là lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhà lại có con hai con nhỏ, bà già thì phải cho đi sơ tán chỗ khác. Trẻ con thì nó rất là nguy hiểm, bây giờ thì cần rơi vỡ cái gì vào trẻ thì là ảnh hưởng đến tính mạng con người. Còn hiện tại hệ thống thoát nước của chúng tôi là bây giờ nước chảy ngược trong nhà, là suốt ngày tôi cứ phải tát ra thì coi là đây này, đây cái thực tế là cái cống này này là nước bây giờ chảy vào chứ không chảy vào trong vì nó xuống 30 phân như thế. Thế nên là trong cái cuộc trong này chúng tôi sinh hoạt là rất là bức xúc và rất là mệt mỏi. Theo người dân, những ngôi nhà bắt đầu bị nứt, lún kể từ khi công trình chung cư tại số 158 Nguyễn Sơn làm móng và xây hai tầng hầm. Tình trạng ngày càng nghiêm trọng khiến một số hộ dân đã phải tạm rời đi nơi khác sinh sống để đảm bảo an toàn. Đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã gặp và đặt lịch làm việc gần đây nhất là vào khoảng 14 giờ ngày thứ 6 tuần này, thì mời lãnh đạo tổ dân phố và chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, chủ đơn vị thi công để tổ chức làm việc và cam kết cái trách nhiệm khắc phục của chủ đầu tư đối với hư hại, lún nứt và sự cố xảy ra. Điều đáng nói, tình trạng những ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi công trình xây dựng gần đó gây ra không phải là chuyện hiếm. Gần đây, hàng trăm ngôi nhà của người dân gần khu đô thị Văn Phú cũng bị lún nứt nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, việc giải quyết vấn đề lại chỉ đề cập đến chủ đầu tư và người dân. Còn trách nhiệm của các cơ quan chức năng cấp phép, giám sát xây dựng lại không được nhắc tới. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là cần phải nhắc đến nhiều hơn. Chứ còn nếu mà chỉ nói về những hiện tượng hư hỏng thì cái chuyện là chuyện tất yếu. Vấn đề là ứng xử với nó như thế nào và cái trách nhiệm của cơ quan quản lý đối với việc này như thế nào. Những cái việc mà hư hỏng và việc mà thậm chí có thể xảy ra những cái tai nạn đáng tiếc thì hầu như là những cơ quan sở xây dựng, những cơ quan mà quản lý chất lượng xây dựng tại địa bàn, thí dụ như thanh tra xây dựng tại phường chẳng hạn hay của quận chẳng hạn, thì gần như chả thấy có cái trách nhiệm gì cả, như thế là không ổn. Rõ ràng ngoài trách nhiệm bồi thường của chủ đầu tư thì công tác khảo sát, cấp phép hay giám sát xây dựng của các cơ quan chức năng là vô cùng quan trọng và cần được đẩy mạnh chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng của người dân.